Việt Nam ghi nhận thêm 9.340 ca nhiễm mới và 360 ca tử vong. Chủ tịch phường ký giấy phạt bí thư phường 2 triệu đồng vì ra ngoài quên khẩu trang. Hà Nội sẽ điều chỉnh việc kiểm tra giấy đi đường. Đội ô tô tình nguyện chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh muốn san sẻ vaccine Sinopharm với các địa phương có nhu cầu. Đà Nẵng siết chặt cách ly y tế tại điểm nóng Nại Hiên Đông, Thọ Quang. Tài khoản bác sĩ khoa lấy cắp ảnh đại diện của phó giáo sư danh tiếng Singapore. Nước Mỹ phải đối phó với cả biến thể Delta và Lambda. Lo ngại dịch bệnh lây lan từ thành phố Sydney về vùng nông thôn. Châu Âu thận trọng trong việc xem xét gỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 10 tháng 8 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 9.340 ca nhiễm mới, gồm 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca nhiễm trong nước, giảm 361 ca so với ngày hôm trước ở 39 tỉnh, thành phố. Số ca nhiễm chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 3.991 ca, tỉnh Bình Dương 2.887 ca, Đồng Nai 538 ca, Tây Ninh 290 ca, Long An 287 ca, Tiền Giang 251 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 242. Trong số đó, 7.767 ca phát hiện ở khu cách ly tập trung hoặc khu đã bị phong tỏa, tăng 238 ca. 1.556 ca đang điều tra dịch tễ, giảm 599 ca. Khoảng thời gian 24 giờ qua đã ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch với 9.323 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là ngày 8 tháng 8 với 9.684 ca ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là ngày 24 tháng 7 với 9.225 ca. Số ca mắc mới nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 125.795 người. Tỉnh Bình Dương, tổng số 30.526 người đã mắc bệnh. Đồng Nai, 8.457, Bắc Giang, 5.740, Đồng Tháp, 4.045, Khánh Hòa, 3.399, Tiền Giang, 3.137.

Bình Phước 261, Hà Tĩnh 228, Quảng Nam 194, Thừa Thiên Huế 151, Hải Dương 137, Lâm Đồng 122, Bạc Liêu 59, Thái Bình 53, Ninh Bình 52 và Quảng Bình 50. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 215.762 người, ghi nhận ở 62 tỉnh, thành phố. 4.423 người được công bố khỏi COVID-19 trong ngày 9 tháng 8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh lên 75.920 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 509 người. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 23 người. Trong chiều ngày 9 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 đã ghi nhận 360 ca tử vong, từ số thứ tự 3.398 đến số 3.757. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 269 ca tử vong, Tiền Giang 39 ca tử vong, Đồng Nai 38 ca tử vong, Đồng Nai 3 ca tử vong, Cần Thơ 2 ca, Bình Định 2 ca, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, Hà Nội, Khánh Hòa, Tây Ninh, mỗi nơi 1 ca. Trong vòng 24 giờ qua, đã thực hiện 138.751 xét nghiệm cho tổng số 327.580 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 7.293.781 xét nghiệm cho tổng cộng 20.367.442 lượt người. Tổng số liều vaccine đã tiêm là 9.405.819 liều trong đó tiêm một mũi là 8.460.013 liều, tiêm mũi 2 là 945.806 liều. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong tối ngày 9 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban dân phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, phường này đã ký quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Bách Lợi, bí thư đảng ủy của phường này vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo vị lãnh đạo nói trên, vào chiều ngày 7 tháng 8, ông Lợi đi bộ từ trụ sở công an ra chốt kiểm dịch trên địa bàn phường để nhận hàng hóa nhưng đã không đeo khẩu trang. Hành vi vi phạm này của ông Lợi đã bị người dân chụp hình lại và phản ánh đến lực lượng chức năng. Căn cứ vào quy định hiện hành, Ủy ban dân phường Tân Mai đã ra quyết định xử phạt ông Lợi về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117-2020 NDCP. Theo quy định, ông Nguyễn Bách Lợi đã bị lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng. Tối ngày 9 tháng 8, trao đổi với báo chí trong nước về hiện tượng ùn ứ giao thông tại một số điểm do công tác kiểm tra kiểm soát giấy đi đường. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sau hơn 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội, một trong những hạn chế lớn nhất là nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm, số người ra đường còn đông, trong đó không ít trường hợp không đúng đối tượng, không đúng mục đích. Vì thế, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu siết chặt việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Về tình trạng xảy ra hiện tượng ùn ứ tập trung đông người tại một số địa điểm trên địa bàn, thành phố sẽ điều chỉnh việc kiểm tra cho thực chất và phù hợp hơn và tiếp tục siết chặt hơn nữa, bảo đảm việc xác nhận và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích, đúng đối tượng. Trước đó, theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ Online, trong chiều ngày 9 tháng 8, rất đông người dân doanh nghiệp đã có mặt tại Ủy ban dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để xin xác nhận giấy đi đường theo chỉ đạo mới từ phía Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Điểm này đã làm giấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm tại các điểm cấp giấy đi đường vì lượng người đến làm thủ tục rất đông. Trong sáng cùng ngày, tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chốt kiểm soát cũng xảy ra tình trạng ồn ứ và đông đúc. Nhiều ý kiến cho rằng quy định mới về giấy thông hành của Hà Nội nhiều khê, nhất là trong giai đoạn giãn cách không được tập trung đông người. Việc kiểm tra nhiều loại giấy tờ tại chốt cũng gây ùn ứ, nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không may ở đó có f không. Chưa kể chỉ thị 16 yêu cầu không tập trung quá hai người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 2m, nhưng để kiểm tra đủ giấy tờ tại các chốt thì không thể thực hiện đúng yêu cầu này. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Đội ô tô tình nguyện chống dịch Thưa quý vị, chiếc ô tô bán tải chở theo mùng mền, bột giặt, kem đánh răng dừng lại trước khu cách ly tập trung ở phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau hơn 30 phút xuống hàng, Nguyễn Hoàng Anh, 33 tuổi, làm nghề kinh doanh xây dựng, nhìn đồng hồ đã gần 21 giờ tối, rồi anh lại lái xe trở về nhà. Tắm rửa, ăn tối xong, anh mở điện thoại vào group làm việc chung của đội để nhận nhiệm vụ vào ngày mai, 6 giờ 30 phút đến phòng khám phường 2 đón đội tiêm vaccine, nhận dụng cụ đưa đến điểm tiêm. 17 giờ chở dụng cụ tiêm về phòng khám phường 2. Bình quân một ngày, tụi mình di chuyển khoảng 2 đến 5 địa điểm khác nhau, mỗi chuyến khoảng 5 đến 7 km, chạy luôn thứ bảy chủ nhật. Hoàng Anh kể, Hoàng Anh là một trong 44 tài xế xe thuộc đội xe phản ứng nhanh do Hội Doanh nghiệp trẻ Long An thành lập. Họ bắt đầu tham gia lực lượng chống dịch hồi đầu tháng 8. Đội xe thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, từ xe bán tải đến xe 16 chỗ, ngoài cho mượn xe và tài xế, toàn bộ chi phí nhiên liệu, trang bị bảo hộ họ cũng tự trang trải. Buổi trưa tại khu vực công viên phường 2 thành phố Tân An tỉnh Long An, anh Lê Tấn Phát 36 tuổi, đội trưởng đội phản ứng nhanh thành phố Tân An, tập hợp các tài xế trong đội, phát đồ bảo hộ và hướng dẫn họ trang bị an toàn trong khi nhóm tài xế đang bàn kế hoạch làm việc trong ngày. Một xe khác trong đội vừa đưa nhóm 5 bác sĩ đến điểm lấy mẫu gần đó. Một số anh em trong đội có con nhỏ cũng lo ngại nguy cơ lây nhiễm, nhưng chúng tôi tự động viên nhau cố gắng giữ an toàn, góp sức cùng với các y bác sĩ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Anh Phát nói, để bảo đảm an toàn, mỗi xe đều được khử khuẩn trước và sau mỗi buổi chạy. Các tài xế cũng được test nhanh COVID-19. Ngoài 10 xe tại thành phố Tân An, đội phản ứng nhanh còn có 20 xe tại huyện Đức Hòa, 17 xe tại huyện Bến Lức. Bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An cho biết, từ đầu tháng đến nay, đơn vị này đã nhận được đăng ký tình nguyện hỗ trợ khoảng 100 xe, nhận đưa đón y bác sĩ, chờ vật tư lẫn xe cứu thương từ người dân đến các đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, trên 500 cán bộ, người dân cũng đã đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch các đội xe rất nhiệt tình, khi chúng tôi cần xe đến các vùng sâu hàng trăm km như Đồng Tháp 10, chỉ gần gọi điện báo là họ điều xe đến ngay. Bà Tú nói. Tỉnh Long An đã ghi nhận trên 10.400 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, đứng thứ ba cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tỉnh này hiện ghi nhận 114 ca tử vong vì Covid-19. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cho phép san sẻ với một số tỉnh có nhu cầu sử dụng vaccine VeroCell của hãng Sinopharm Trung Quốc bằng hình thức phù hợp nhằm kịp thời phục vụ nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế để phúc đáp công văn hôm 6 tháng 8 của Bộ yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến vaccine VeroCell của Sinopharm. Về việc giới thiệu công ty Safaco đàm phán mua vaccine, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hôm 11 tháng 6, thành phố đã có tờ trình về đề nghị mua và nhập khẩu vaccine. Đề xuất này được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý tại công văn số 3988 ngày 15 tháng 6. Trên cơ sở này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn Safaco thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng mua vaccine COVID-19. Safaco là doanh nghiệp kinh doanh dược duy nhất của thành phố, có 100% vốn nhà nước và là một trong 36 doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine, theo công bố của Bộ Y tế. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế xem xét ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine theo đề nghị của công ty Shavaco và văn phòng đại diện China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation tại Hà Nội, giống như với tất cả các lô vaccine COVID-19 khác mà Việt Nam đã nhập. Theo Thành phố Hồ Chí Minh, việc miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất được thực hiện theo thông lệ quốc tế với tất cả các loại vaccine COVID-19 đang sử dụng trên thế giới. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tặng thành phố 5 triệu liều vaccine Verocell để tổ chức tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, nhiều địa phương trong cả nước nhận được lượng vaccine còn ít. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được Bộ Y tế cho phép san sẻ với một số tỉnh thành phố có nhu cầu bằng hình thức phù hợp nhằm kịp thời phục vụ nhân dân. Đối với nguồn kinh phí mua vắc xin, thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhà tài trợ hỗ trợ đàm phán giá và tài trợ toàn bộ kinh phí mua cùng với các chi phí có liên quan không có đề xuất kèm theo. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn 5 phường thuộc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh vừa có chỉ đạo khẩn các ngành tăng cường phòng dịch. Cụ thể, ông Trinh yêu cầu quận Sơn Trà huy động tối đa lực lượng trên địa bàn quận tham gia vào công tác kiểm soát dịch bệnh tại các phường đang thiết lập vùng cách ly y tế. Tăng cường các biện pháp để giảm thiểu tối đa việc lây chéo tại các phường đang cách ly, nhất là tại các điểm nóng Nại Hiên Đông, Thọ Quang. Việc ra vào các vùng cách ly y tế phải được kiểm soát chặt chẽ theo quy định. Bên cạnh đó, chủ tịch ủy ban dân thành phố đà nẵng yêu cầu ủy ban dân quận sơn trà khẩn trương thiết lập các chốt chặn tại cả các khu dân cư đối với các khu dân cư có nguy cơ cao cần bố trí lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát kiên quyết yêu cầu người dân ở tại nhà nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly với tổ dân phố Đặc biệt, Chủ tịch thành phố yêu cầu quận Sơn Trà kiểm tra công tác cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại vùng cách ly y tế, báo cáo thường trực thành ủy, ủy ban dân thành phố để có chỉ đạo kịp thời. Từ bức ảnh đại diện đăng trên Facebook của tài khoản Trần Khoa, cư dân mạng tìm ra danh tính thật sự của người trong ảnh. Liên quan đến vụ tin giả, bác sĩ Khoa rút ống thở người nhà để nhường cho sản phụ cư dân mạng đã tìm ra người trong ảnh đại diện Nick Trần Khoa lại là một vị phó giáo sư đang sống tại Singapore. Theo đó, nhân vật trong ảnh đại diện tên là Tô Wei Xiong là bác sĩ chuyên khoa nhà, đồng thời là phó giáo sư đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn sinh học tế bào gốc và tái tạo mô thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Phó giáo sư Tô Wei Xiong từng tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Melbourne của Úc. Sau đó, ông về nước và lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại Quốc gia Singapore, nơi mà ông gắn bó tới hiện tại. Ông Tô từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại NUS như Phó Giáo sư tại khoa nhà của NUS, Phó Giáo sư khoa phẫu thuật trình hình của trường y khoa Yong Lulin thuộc NUS, chuyên viên chương trình kỹ thuật mô thuộc Viện Khoa học Đời sống của NUS, giám sát viên chương trình khoa học và kỹ thuật tích hợp hệ cao học của NUS. Ngoài ra, vị phó giáo sư người Singapore này còn là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu nha khoa quốc tế, Hiệp hội Bảo tồn và Tái tạo sụn quốc tế, Hiệp hội Quốc tế về mụn nước ngoài tế bào, Hiệp hội Quốc tế về trị liệu gen và tế bào. Ông cũng có nhiều nghiên cứu liên quan tới cơ thể thoái hóa, tái tạo mô của hệ thống cơ xương. Trước đó, ngày 8 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng khẳng định thông tin bác sĩ khoa rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố không hề có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân, cũng không có bác sĩ khoa nào công tác ở bệnh viện trợ rẫy. Chiều ngày 9 tháng 8, thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục xử lý vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiền và Hoàng Nguyên Vũ về việc chia sẻ thông tin sai sự thật. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 9 tháng 8 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 203.678.916 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.311.989 ca tử vong do COVID-19. Số bệnh nhân bình phục đã lên 182.993.449 người. Mỹ hiện đang đối mặt với nguy cơ lây lan của biến thể Lambda, được phát hiện đầu tiên tại Peru vào cuối năm ngoái. Các kết quả phân tích gen cho thấy hơn 1.000 ca bệnh nhiễm biến thể Lambda đã được phát hiện trên toàn nước Mỹ. Dù sự xuất hiện của biến thể Delta vẫn đang là lo ngại chính lúc này tại Mỹ, nhưng giới chức cũng không ngừng theo dõi diễn biến lây lan của dịch bệnh biến thể. Dù sự xuất hiện của biến thể Delta vẫn đang là lo ngại chính lúc này tại Mỹ, nhưng giới chức cũng không ngừng theo dõi diễn biến lây lan của biến thể Lambda. Theo tiến sĩ Priti Malani, giám đốc bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Michigan ở Ann Arbor, Lambda có những đột biến đang được quan tâm, nhưng biến thể này vẫn khá hiếm ở Mỹ dù đã tồn tại được vài tháng. Vị chuyên gia của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ cũng nhận định rằng, dường như Lambda dễ lây truyền hơn virus SARS-CoV-2 ban đầu, đồng thời nhấn mạnh các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có tác dụng bảo vệ. Trong khi đó, khu vực châu Á đang là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới do biến thể Delta hoành hành trong ngày 9 tháng 8, Iran đã ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao chưa từng thấy, với 40.808 ca, cao nhất của khu vực này. Các cơ quan y tế Iran đã cảnh báo về những kịch bản tồi tệ ở nước này trong làn sóng lây nhiễm thứ năm nếu chính phủ không triển khai các biện pháp kiểm soát mới và tiến độ tiêm chủng không được đẩy nhanh hơn. Ngoài Iran, một số quốc gia Đông Nam Á cũng đang phải chứng kiến sự lây lan nghiêm trọng của dịch bệnh. Trong ngày 9 tháng 8, Indonesia đã ghi nhận 20.709 ca nhiễm mới. Thái Lan có thêm 19.603 ca nhiễm mới, Malaysia có thêm 17.236 ca. Tính đến nay, châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh COVID-19, với tổng số ca mắc là 64.327.678 ca. Hiện các nước Đông Nam Á cũng đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine, tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao để kiềm chế sự lây lan của SARS-CoV-2. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, bang New South Wales của Australia đã áp dụng biện pháp phong tỏa đối với thị trấn Townworth do lo ngại dịch bệnh COVID-19 có thể đã lây lan từ thành phố Sydney về các vùng nông thôn này. Bang New South Wales đã ghi nhận 283 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng trong vòng 24 giờ, tăng so với 262 ca ghi nhận một ngày trước đó. Hiện bang này đang phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng số ca mắc mới gia tăng do biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh hơn. Mặc dù lệnh phong tỏa tại Sydney đã bước sang tuần thứ Bảy, Nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo cơ quan quản lý dược phẩm của nước này đã cấp phép tạm thời sử dụng đối với vaccine COVID-19 của hãng Moderna Hoa Kỳ. Tháng 5 vừa qua, Australia đã đạt được thỏa thuận mua 25 triệu liều vaccine của Moderna. Thủ tướng Morrison cho biết nước này dự kiến tiếp nhận lô vaccine đầu tiên bao gồm 1 triệu liều vào tháng 9 tới đây. Tại châu Âu, Nga đang là điểm nóng dịch bệnh tại châu lục này với số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 9 tháng 8 là 22.160 ca. Ngoài Vương quốc Anh, nhiều nước châu Âu cũng thận trọng trong việc xem xét gỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm khôi phục trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh biến thể Delta đang tiếp tục lây lan tại một số nước châu Âu, bất kể tỷ lệ tiêm chủng đã đạt mức cao. Trong khi đó, châu Phi đã ghi nhận tổng số ca mắc vượt 7 triệu ca, lên 7.078.484 ca mắc COVID-19 và hơn 177.000 ca tử vong. Hiện Châu Phi đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh thứ ba, khiến cho lục này ghi nhận thêm khoảng 1 triệu trường hợp chỉ trong vòng 3 tuần qua, kể từ ngày 14 tháng 7 đến nay. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật sáng ngày 10 tháng 8 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.